quý thiên nhiên luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực, có tác dụng xua đuổi tà khí và thu hút sinh khí, rất tốt đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Đặc biệt, thạch anh có tác dụng mạnh mẽ khi khách hàng lựa chọn những màu sắc hợp mệnh phong thủy của mình. Trong đoạn clip hôm nay, nhà sàn Tây Nguyên chia sẻ những tác dụng của các loại thạch anh ngũ sắc đến khách hàng đang quan tâm đến lĩnh vực này. Tìm hiểu màu sắc của thạch anh có tác dụng gì? Theo các nhà nghiên cứu địa chất, thì màu sắc của thạch anh quyết định tác dụng của chúng đối với con người, đặc biệt là hợp mệnh phong thủy. Thạch anh màu trắng. Để chế tác nên những vật phẩm phong thủy hay những bộ nữ trang có giá trị, thì người ta sẽ lựa chọn loại đá thạch anh trắng tự nhiên, có vết nứt nhỏ, độ trong suốt cao. Cho nên người ta thường gọi thạch anh màu trắng là pha lê trắng, có gam màu đa dạng từ trắng đục, trắng sữa, trắng trong cho đến tinh khiết như một giọt nước. Vào thời cổ đại, người La Mã thường sử dụng thạch anh pha lê trắng để làm mát mẻ không khí và chế tác trang sức đeo trong các nghi lễ tâm linh. Bởi vì thạch anh trắng không chỉ đẹp mà còn dồi dào năng lượng âm dương tích tụ từ vũ trụ. Cho nên thạch anh trắng có khả năng điều hòa sinh khí, giúp cho con người giải tỏa được nhiều áp lực, căng thẳng khi trưng bày những quả cầu phong thủy màu trắng từ thạch anh trong nhà. Đá thạch anh màu vàng. Loại đá quý thiên nhiên sở hữu gam màu sắc của sự giàu sang và phú quý, nên được nhiều người lựa chọn các vật phẩm phong thủy hay trang sức có gắn đá thạch anh màu vàng này. Vì vậy, trên thị trường rất đa dạng các vật phẩm được chế tác từ thạch anh vàng, mặc dù giá cả rất đắt đỏ. Hiện nay tại Việt Nam có hai dòng thạch anh màu vàng, gồm thạch anh tóc vàng và thạch anh bông vàng. Hầu hết những người lựa chọn vật phẩm phong thủy từ thạch anh vàng là những người kinh doanh mua bán và những doanh nhân. Họ trưng bày biểu tượng hay linh vật phong thủy từ thạch anh màu vàng trong cửa hiệu hay phòng làm việc nhằm chiêu tài lộc và tạo sự thuận lợi trong công việc của mình. Thạch anh tím bảo vệ sức khỏe tim mạch. Với gam màu tím lãng mạn nên thạch anh tím thường được lựa chọn để thiết kế nên nhiều loại trang sức vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc. Bởi vì màu tím thể hiện cho sự quyền lực và giàu sang. Ngoài ra, thạch anh màu tím còn có thể làm dịu những cơn đau thần kinh, ổn định huyết áp hay nhịp tim khi gia chủ sử dụng những loại trang sức có mix đá quý thiên nhiên này. Đá thạch anh màu hồng tình yêu. Gam màu hồng nhạt nhẹ nhàng của thạch anh tự nhiên được nhiều người lựa chọn, bởi vì màu hồng là biểu tượng cho những tình cảm nhẹ nhàng, yêu thương. Hơn nữa, nguồn năng lượng tích cực có trong thạch anh màu hồng còn khắc chế những bất đồng hay mâu thuẫn thường xảy ra trong các mối quan hệ. Người ta còn tìm thấy khả năng hạn chế được những tia bức xạ từ các thiết bị điện tử hiện đại của thạch anh gam màu hồng đối với con người. Có lẽ vì vậy mà trang sức mix thạch anh hồng thường được sử dụng để tạo sự an tâm và có giấc ngủ ngon hơn. Nhà sàn Tây Nguyên chuyên cung cấp các loại đá quý thiên nhiên có giá trị sử dụng cao. Khách hàng trên toàn quốc có thể yên tâm lựa chọn bất kỳ màu đá quý thiên nhiên từ dạng thô cho đến các vật phẩm phong thủy chế tác từ chúng. Thạch anh là một trong những sản phẩm tiêu biểu của đơn vị chúng tôi, được kiểm tra phân loại và định mức giá thành phù hợp, nên khách hàng có thể lựa chọn các mẫu thạch anh thô hay những sản phẩm từ thạch anh hợp mệnh phong thủy của mình. Mỗi sản phẩm vật phẩm phong thủy từ thạch anh đều được chế tác rất tinh xảo dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân điêu luyện. Khách hàng hoàn toàn hài lòng khi lựa chọn mua vật phẩm phong thủy hợp mệnh hay trang sức đá quý tinh xảo của đơn vị nhà sàn Tây Nguyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Nếu bạn thích sản phẩm này, hãy xem thêm đường link phần mô tả bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0903 097 626 để được tư vấn tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!